Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 147 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Xin mời mở Kinh văn Khoa hội thứ 20 Kinh văn đếm xuống hàng thứ tư Xem từ Nguyện thứ 25 Ngã tác Phật thời Thập phương chúng sanh Văn ngã danh tự Hoan hỷ tính nhạo Lễ bái quy mạng Dĩ thanh tịnh tâm Tu Bồ Tát hạnh Chư thiên thế nhân Mạc bất chí kính Đến chỗ này là Một nguyện cũng là một đoạn phía trước từ nguyện thứ mười tám mười niệm ác sanh cho đến chánh nhân giảng sanh đại đức xưa đều nói đây là trung tâm của bốn mươi tám nguyện cũng là căn bản đại nguyện của di đà nguyện thứ mười chín cùng nguyện thứ hai mươi có thể nói là bổ sung của nguyện thứ mười tám rất là quan trọng Nguyện thứ 21 Là chuyên nói Trong đời quá khứ Tạo tác tội nghiệp Chúng sanh Hiện tiền tập khí rất nặng Nếu như Có thể sám hối Phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm Cũng có thể giảng sanh Sẽ không còn Đọa ác đạo Thế nhưng các vị phải ghi nhớ Phía trước chúng ta Ở đây học tập đã nói qua Thế Tôn Ở trong Kinh Đại Thừa mỗi giờ mỗi phút khuyên bảo chúng ta nhắc nhở chúng ta phải thâm giải nghĩa thú nhất là không nên hiểu sai kinh phật hiện tại cái thời đại này người hiểu sai kinh phật người hiểu khác đi kinh phật thực tế là rất nhiều cho nên tuy là cả đời cũng rất chăm chỉ nỗ lực tu học. Thế nhưng đều không có được thành tựu như ngay trong tưởng tượng. Thậm chí đến chúng ta cầu giảng sanh cũng đều không thể. Nguyên nhân này do đâu? Chúng ta chính mình nhất định phải nghĩ sâu hơn phải phản tỉnh phải kiểm điểm chắc chắn là chính mình đã hiểu sai đi nghĩa kinh hiểu lầm chúng ta ở ngay trong lúc giảng dạy thường nói cho dù miệng niệm di đà miệng thiện thân mỗi ngày lại phật thân thiện thế nhưng có nghĩ đến ý niệm của chúng ta hay không giữ tâm của chúng ta giữ tâm vẫn là tự tư tự lợi ý niệm vẫn là tổn người lợi mình có lúc bất tri bất giác tâm bệnh tập khí thường hay phạm lỗi lầm dễ phạm nhất giải đãi lười biếng Đem việc chính đáng của chúng ta Lơ là đi Cái gì là việc chánh đáng? Đồng tu xuất gia chúng ta Nghiên giáo Niệm Phật Là việc chánh đáng của chúng ta Nghiên giáo Các vị phát tâm Tương lai hoằng pháp lợi sanh Đây là bổn phận của bạn Tại vì sao bảo bạn Mỗi tuần lễ Đến niệm Phật đường Niệm Phật 36 giờ đồng hồ Báo ân Phật Báo ân Thường Trụ Báo ân Thí Chủ Phật dạy chúng ta tri ân báo ân Cho nên 36 giờ đồng hồ Ở niệm Phật đường này Quyết không thể giải đải giải đãi rồi thì chúng ta mất gốc bạn còn có thể được chư phật hộ niệm hay sao bạn còn có thể được ủng hộ của hộ pháp chúng thần hay sao không có hộ niệm của phật không có ủng hộ của chúng thần bạn sẽ không khai ngộ bạn vẫn là mỗi ngày phiền não thêm lớn Không phải trí tuệ thêm lớn Thời kỳ mạt Pháp học Phật Ngay trong mỗi niệm Đều phải cầu tam bảo gia trì Người niệm Phật chúng ta Nhất định không được buông lung Phải gắng sức dùng công vậy mới là chính xác quyết định không thể thoái tâm phải biết tự độ độ người nhân duyên chính ngay chỗ này cái nhân duyên này hy hữu khó gặp làm sao có thể bỏ lỡ qua một trăm năm là một thế kỷ một ngàn năm là một đại thế kỷ tính hết sổ tính sổ với ai vậy người với người tính sổ báo ân báo oán đòi nợ trả nợ người với người tính sổ với nhau người tính sổ với hoàn cảnh tự nhiên chúng ta ở trên cái địa cầu này do bởi vô tri do bởi tự lợi có lỗi với hoàn cảnh tự nhiên cho nên có rất nhiều tai hại của thiên nhiên đó là đại địa tính sổ với chúng ta còn có quỷ thần tính sổ với chúng ta ngày nay chúng ta có rất nhiều người trơ trơ như người gỗ không biết giác ngộ không biết lợi hại Ngày trước nghe nói Tháng 8 có tai nạn Mọi người rất tinh tấn Chăm chỉ nỗ lực Việc tốt, hiện tượng tốt Tai nạn đến Từng đợt, từng đợt Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước Hy vọng chúng ta Mỗi giờ, mỗi phút Đề cao cảnh giác chăm chỉ nỗ lực niệm Phật. Ngay trong hành môn, niệm Phật là thù thắng không gì bằng. Niệm Phật có thể tiêu nghiệp chướng. Niệm Phật có thể khai cửa ngộ. Niệm cách nào? Không phải niệm niệm ở trên miệng. Trong tâm phải có Phật trên miệng niệm Phật Trong tâm không có Phật vậy thì không có hiệu quả Không có cảm ứng Miệng niệm di đà Tâm tán loạn Người xưa nói Đau mồm rác hồng cũng chỉ uổng công Trong tâm có Phật Ngay trong hành vi có Phật Ngay trong đời sống có Phật Ngay trong công việc có Phật ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật Đều có Phật Vậy mới gọi là người chân thật niệm Phật Loại niệm Phật này Người xưa đã nói Dạng người tu, dạng người đi Cho nên Mỗi câu, mỗi chữ đều bao hàm vô lượng nghĩa chúng ta nhất định phải hiểu sâu hiểu cạn thì không được hiểu cạn thì chúng ta được lợi ích cạn hiểu sâu thì chúng ta được lợi ích sâu bạn biết phật niệm bằng cách nào nhất định phải niệm đến tâm miệng tương ưng tâm hạnh tương ưng Vậy bạn muốn hỏi Làm thế nào mới tương ứng Trước khi khai kinh Đã nói qua với các vị rồi Thế tôn Giáo huấn Ở ngay trong bổn kinh Chúng ta phải làm đến được Một trăm phần trăm Vậy thì bạn liền thượng Thượng phẩm giảng sanh Bạn có thể làm đến được 90 còn có 10% không làm được, bạn được thượng phẩm trung sanh. Nếu như 90% vẫn không làm được, bạn có thể làm đến 80%, bạn được thượng phẩm hạ sanh. Như vậy dần dần hướng xuống thấp. Chỉ ít bạn phải làm đến được 2 phần 20%, bạn mới có hạ phẩm hạ sanh hai mươi phần trăm cũng không làm được. Chỉ có thể kết một cái duyên với A-di-đà Phật, ngay đời này không thể giảng sanh. Cho nên, trước tiên, tôi khuyên bảo mọi người phải đọc thuộc kinh này. Khuyên bạn đọc ba ngàn biến là bạn có thể thuộc lòng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật, khởi tâm động niệm, liền sẽ nghĩ đến ở trên kinh có phải Phật dạy bình làm như vậy hay không? Ta khởi lên cái ý niệm này, ta nói một câu này, ta làm cái sự việc này có trái với giáo huấn của Phật hay không? Đây gọi là niệm Phật. phật dạy chúng ta làm chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm phật dạy chúng ta không nên làm chúng ta quyết định không trái phạm phật là niệm như vậy ý nghĩa rất sâu rất rộng đây gọi là phát tâm bồ đề gọi là một lòng chuyên niệm cho nên người chân thật niệm phật có được mấy người niệm phật ở niệm phật đường cùng bạn ở nhà niệm phật không như nhau bạn ở trong nhà niệm phật là tự độ bạn ở niệm phật đường niệm phật là tự độ độ tha không giống nhau Bạn ở niệm Phật đường niệm Phật Có tất cả chư Phật như Lai Gia trì bạn Long Thiên Hộ Pháp Thiện Thần ủng hộ bạn Cảm thụ của bạn không như nhau Bạn vừa thói tâm thấy đều xong rồi Cho nên Thế giới ta bà tu hành Không dễ gì thành tựu Không dễ gì thành tựu Nguyên nhân này ở đâu vậy Tiến được ít thoái được nhiều Các vị Đồng tu của niệm Phật đường Các vị chính mình thử nghĩ xem Có phải như vậy hay không Một ngày nóng Mười ngày lạnh Niệm Phật đường Mấy ngày đầu tiên Niệm được rất hoan hỷ dần dần từ từ thói tâm cái tình hình này tôi rất rõ ràng cũng rất bình thường đại đức xưa nói rất hay học phật năm đầu phật ở ngay trước mặt học phật năm thứ hai phật ở chân trời học phật năm thứ ba phật hóa mây khói không còn nữa cho nên các vị vừa mới bước vào niệm phật đường phật ở ngay trước mắt niệm được ba tháng nửa năm phật ở chân trời hiện tại niệm một năm rồi đương nhiên phật hóa mây khói rồi đây là hiện tượng bình thường hiện tượng bình thường của phàm phu nếu như bạn kiên trì bất toái bạn không phải phàm phu Vậy chúng ta liền biết được Bạn ngay trong một đời này Chắc chắn thành tựu Nếu niệm một khoảng thời gian thoái tâm Không muốn trở lại Không khởi lên được hứng thú niệm Bạn là phàm phu Bạn chỉ có thể kết duyên với Phật Ngay đời này không thể giảng sanh Đạo lý này chúng ta phải hiểu tâm của bạn hạnh của bạn rất dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc rất dễ dàng bị dao động không thể kiên định nếu muốn kiên định tính tâm đâu phải là việc dễ dàng Tính tâm kiên định Có hai nguyên do Thứ nhất Thiện căn sâu dày Vô lượng kiếp Bồi dưỡng thiện căn sâu dày Như ngày nay rời khỏi Chùa Bách Quốc Hưng Long Tỉnh Kiết Lâm Pháp Sư Minh Tục Nói với chúng ta Lão tỳ kheo ni của đạo tràng họ Không biết chữ Đó là thiện căn sâu dày Loại người này chắc chắn Thượng phẩm thượng sanh Đó không phải là người thông thường Đích thật Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần ủng hộ họ đến báo cáo cho chúng ta những tình huống này rất nhiều đồng tu đều nghe qua tôi đặc biệt để họ đem những sự việc này nói ra một cách tường tận chúng ta là một băng ghi hình mấy ngày này mọi người chúng ta bận lo buổi dạ tiệc ấm áp sau khi qua năm mới rồi những thứ này chúng ta rất nhanh làm ra để mọi người xem qua thật làm tính tâm nguyên nhân thứ hai là thâm nhập kinh tạng cho nên một đạo tràng tại vì sao phải ngày ngày giảng kinh mục đích không ngoài giúp mọi người xây dựng tính tâm Giúp mọi người kiên định tính tâm Giúp mọi người đạt được bất thoái chuyển Ba ngày không nghe kinh Chúng ta liền thoái chuyển người xưa nói rất hay ba ngày không đọc sách thánh hiền mặt mũi hoàn toàn khác đó chính là thói chuyển phải rất nỗ lực mà đi đọc tụng cái gì gọi là nỗ lực cái gì gọi là không nỗ lực nỗ lực đọc tụng chính là đem tư tưởng kiến giải ngôn hạnh chính mình mỗi lần đọc tụng đều phải đối chiếu phật nói ra ta làm đến được hay chưa có mấy câu ta làm đến được có mấy câu ta chưa làm được đây gọi là nỗ lực đọc tụng giải hành tương ưng hành giúp cho giải khiến cho bạn giải càng sâu Giải giúp cho hành Khiến bạn hành càng viên mãn Giải hành tương ưng Người biết dụng công Từ sơ phát tâm đến như lai quả địa Tinh tấn không giải đãi Loại người này Tu hành chứng quả Ngay đời này liền thành tựu Làm gì cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp Không cần thiết Chúng ta xem thấy trên Kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử Một đời viên mãn bồ đề Các vị đọc Hoa Nghiêm Nhất là đọc Hoa Nghiêm 40 Có xem thấy hay không? Thiện tài vì chúng ta làm tấm gương Chúng ta phải làm theo Phải học tập Nhất định phải ở ngay trong một đời này Viên mãn thành tựu Đây gọi là người chân thật tu hành Người chân thật giác ngộ Trong bổn kinh đã nói Đệ tử thứ nhất của Như Lai vừa hơi buông lung giải đải, chúng ta chính mình phải lập tức cảnh giác đến, ta lại gặp ma chướng rồi. Ma gì vậy? Giải đải là ma, lười biến là ma, phiền não là ma, tập khí là ma. Một ngày từ sớm đến tối bạn với ma bạn còn có thể thành tựu hay sao bồ tát trái ngược với ma bồ tát mỗi niệm không lìa sáu ba la mật nhất là tinh tấn ba la mật trong sáu ba la mật thế tôn trong kinh đại thừa thường hay dạy bảo chúng ta tinh tấn là thiện căn duy nhất của bồ tát tại vì sao bồ tát ngay một đời thành phật chính là nhờ tinh tấn ngày nay chúng ta không thể đề khởi tinh tấn tinh tấn là độ phóng vật tinh tấn là đối trị lười biếng. Người biết dùng công, người sự nghiệp, học nghiệp thế gian có thành tựu. Đều biết được khéo dùng thời gian Mỗi ngày 24 giờ đồng hồ. Bạn phải có thể khống chế được tốt. Vào lúc nào thì làm việc gì? Rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo. Bạn là một người thành công. Tu hành càng quan trọng. Các đồng tu ở nơi đây các vị mỗi ngày phải học giảng kinh phải viết bản thảo phải chỉnh lý bút ký phải xem một số tư liệu bạn phải khéo phân phối thời gian thì bạn sẽ không giải đãi sẽ không lười biếng sẽ không cảm thấy ta thời gian không đủ dùng Ngày nay chúng ta Duy nhất có thể làm được Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế tam đồ khổ Hai câu này phải có thể thực hiện Trong niệm Phật đường 36 giờ đồng hồ Phải chiếm 70% Chúng ta chính mình Ở nơi kinh giáo mà hạ công phu Chăm chỉ nỗ lực tu tập Học giảng kinh chỉ chiếm 30%. Cho nên niệm Phật đường quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dạng nhất không nên xem thường. Có nhiều thứ tôi chuẩn bị chưa xong. Đành phải giảm bớt thời gian niệm Phật đường, trở lại ôn tập bài khóa. Đây là bạn không khéo lợi dụng thời gian bạn không khống chế được tốt thời gian của chính mình ngày ngày ở nơi giáo lý mà hạ công phu ngày ngày đang nghe giảng kinh nói pháp luôn không đến nỗi giải đãi thế nhưng vẫn cứ giải đãi bạn giải đãi không cần lo ảnh hưởng cả thể phật pháp vì sao vậy cư sĩ niệm phật của niệm phật đường xem thấy các pháp sư này đều không niệm thôi vậy ta cũng không cần phải niệm bạn làm ra tấm gương xấu cho niệm phật đường hai câu đối ở phía trước giảng đường của chúng ta học vi nhân sư hành vi thế phạm hai câu này bạn chưa làm được xuất gia học nhân phải làm tấm gương tốt cho người học ở tại gia toàn tâm toàn lực ở trên giải hành hai môn mà hạ công phu những việc nhàn rỗi khác thấy đều buông bỏ không nghe không hỏi chuyên tâm nhất ý đạo nghiệp của chúng ta mới có thành tựu ở trên kinh phật thường nói chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Chúng ta phải đem tâm để ở nơi đạo nghiệp. Sự việc thế gian không cần phải hỏi qua, do người thế gian đi xử lý. Cho nên tôi khuyên các đồng tu, chân thật nếu muốn thành tựu, quyết không nên làm đạo tràng. Đạo tràng là để người nào làm vậy? Bồ Tát làm Người tái sanh làm Chúng ta là Phạm Phu Cho nên đạo tràng vào thời xưa ở Trung Quốc Tự diện Tòng Lâm Trụ trì Thủ Tòa Duy Na Giám viện trong đó thậm chí chấp sự của 108 đơn. Các vị xem qua những sơn chí vào thời xưa đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến. Các ngài có thể làm những việc sen tạp này. Đó là người tái sanh. Các ngài không sợ sự việc của ngài có nhiều hơn thù đáp có nhiều hơn tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh không nhiễm các ngài có loại năng lực này chúng ta ngày nay vừa quản diệt tham sân si mạng khởi lên vậy làm sao được ý niệm tự tư tự lợi khởi lên quyết định đọa lạc Chúng ta nhất định phải nhận rõ chính mình Chính mình là người thế nào Có phải chân thật là Phật Bồ Tát tái sanh hay không nếu như không phải là một phàm phu thì thành thật trung thực làm việc của phàm phu. Nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, dạng duyên buông bỏ. Một lòng chăm chỉ nỗ lực học tập đợi bạn sau khi sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thừa nguyện tái sanh Bạn có thể đến trụ trì đạo tràng Giúp đỡ Thanh chúng Giúp đỡ đại chúng Chính mình không có thành tựu Muốn độ người khác Vô hữu thị xứ Việc này trên Kinh Phật thường nói Cho nên Nhất định phải dạng duyên buông bỏ Vì vậy trên Kinh nói Phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Ý nghĩa của hai câu nói này Rất sâu, rất rộng Phía trước chúng ta đã đọc qua Nguyện thứ 23 Chuyên chỉ nữ nhân Văn danh tịnh tính Phát bồ đề tâm Giảng sanh thế giới cực lạc Thì chuyển thân nam Chuyển thân nam các vị phải nên biết Là Thích ca mâu ni Phật phương tiện nói Loại nói Pháp này là tùy theo tục đế mà nói nói pháp theo chân đế thế giới tây phương cực lạc không có tướng nam nữ thế giới tây phương một tướng bình đẳng xanh đến thế giới tây phương tướng mạo thân thể không hề khác biệt với a di đà phật cái thế giới đó pháp giới bình đẳng ở trong kinh văn chúng ta vừa xem liền tường tận những lời nói nào là tùy thuận chúng sanh mà nói những lời nói nào là cảnh giới của phật đà thân chứng trong đây văn danh phát tâm quan trọng phát tâm gì phát bồ đề tâm tâm bồ đề là tâm chân thật giác ngộ tâm chân thật tu học tâm bồ đề cái danh từ này chúng ta rất quen thuộc ý nghĩa rất khó hiểu rất nhiều người không cần hiểu sâu hàm hồ qua loa trái lại nghe rồi cũng không chú ý đối với nó còn gì nói đến phát tâm thế nhưng đối với người chân thật muốn tu hành muốn thành tựu vậy thì không như nhau họ nhất định phải thâm nhập dò tìm cái gì gọi là tâm bồ đề bản chất của tâm bồ đề là gì dáng vẻ của tâm bồ đề là gì họ luôn phải làm cho rõ ràng để chính mình có chỗ bắt tay vào bản chất của tâm bồ đề là tâm chân thành thế nhưng cái gì gọi là chân thành chúng ta người hiện tại cũng không làm rõ ràng mỗi một người đều nói tâm tôi rất chân rất thành đều cho rằng chính mình có tâm chân thành không phải là tiêu chuẩn mà phật đã nói chân thành mà phật đã nói là nhất định không có vọng niệm trên kinh luận thường nói chân tâm lìa niệm bạn có niệm thì cái tâm này không chân thì không thành rồi thiền tông xem thấy người niệm phật chúng ta họ lắc đầu vì sao vậy trong tâm bạn còn có a di đà phật không phải chân tâm trong chân tâm không có a di đà phật cho nên thiền tông chúng ta thường nghe nói người của thiền tông niệm phật một câu xúc miệng ba ngày rất nghiêm trọng Đây đều là những biểu pháp. Loại phương pháp đó của ngài là đối trị chúng ta niệm Phật. Chấp trước niệm Phật là đối trị việc này, thế nhưng ngày nay chúng ta là phàm phu, phàm phu nhất định phải chấp trước. Trên kinh Di Đà dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Chúng ta đem các chấp trước thấy đều buông bỏ chỉ chấp trước a di đà phật niệm như vậy sẽ đến cõi phạm thánh đồng cư của thế giới tây phương cực lạc nếu như không chấp trước niệm mà không niệm không niệm mà niệm vậy thì phẩm vị liền cao có người cũng muốn học vừa học liền hỏng chắc chắn học đến ba đường ác đạo Họ muốn học niệm mà không niệm Tôi không niệm chính là niệm Tôi niệm chính là không niệm Lời thì nói nghe rất hay Kỳ thật hoàn toàn sai hết Họ không hiểu Người niệm mà không niệm Không niệm mà niệm đó Phật hiệu 24 giờ quyết định không gián đoạn. Đó là niệm, cũng gọi là vô niệm. Vô niệm là gì? Trong tâm nhất định, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó gọi là vô niệm. Họ niệm cùng vô niệm hợp lại với nhau. Một sự việc. Trên sự có niệm, trên lý vô niệm, trên tướng có niệm trên tánh vô niệm đây gọi là không niệm mà niệm niệm mà không niệm không phải nói tôi không niệm chính là niệm đây không phải là cuồng vọng đến tục đỉnh hay sao họ không đọa ba đường thì ai đọa ba đường không thể sai lầm chúng ta không phải loại người đó không đến được cái cảnh giới đó niệm phật đường lão thật niệm thì tốt dạng nhất không nên hiểu lầm ý nghĩa của phật kinh đồng tu của chùa hưng long họ là một đạo tràng niệm phật rất chăm chỉ cũng rất khó được đến nơi đây một lần. Lão hòa thượng của họ là một lão tỳ kheo ni, hiện tại chúng ta mới được rõ ràng. Lần trước, đồng tu Đông Bắc đến nói với chúng ta, vị lão hòa thượng này đã từng được sơn thần mời đi. Bắc Hàn có hơn 100 sơn thần tu hành. muốn mời gì lão sư phụ đến lãnh đạo họ. Hiện tại họ đều là tu pháp môn Tịnh Độ. Cũng đều tu kinh vô lượng thọ, dùng là cái bổn này của chúng ta. Đã chọn vị lão Tỳ kheo ni này. Tám vị sơn thần, còn mời thiên thần giúp sức. Đem vị lão hòa thượng này rời đi. Dùng gió cuột Dùng gió để thổi vị lão ni này đi Đến biên giới nước Hàn Họ nói Thần hộ pháp của Trung Quốc rất lợi hại Thần hộ pháp hiện đại thân Thiên thần xem thấy bỏ đi Họ chính mình cũng không còn cách nào Mới để vị lão tỳ kheo này xuống Để xuống chùa Như Lai của trường Bạch Sơn Đã cách chỗ của vị lão ni này ở Hơn một ngàn cây số đây là sự thật người sống bị họ dùng pháp thuật mang đi bà từ không trung rơi xuống ở chùa như lai qua vài ngày lại thông báo đạo tràng của chính mình đạo tràng chính mình trong lòng hoảng loạn Pháp sư minh tục là hậu pháp của họ. Liền có người đến báo giới chính quyền nói là không thấy lão hòa thượng có phải là bị họ hại chết bà rồi không? Họ cũng rất khẩn trương đi khắp nơi tìm, tìm không được. Qua mấy ngày, lão hòa thượng gọi điện thoại về nói rõ cái sự việc này. Chính bà cũng không biết là việc gì. Có một trận cuồng phong, một trận gió cuộn thổi bà đi ngoài hơn ngàn cây số sau khi trở lại có một hôm khi bà đang chỉ tịnh niệm phật xuất hiện tám người tám người này cúi đầu chào bà sám hối với bà nói rõ họ là sơn thần đem sự việc đó nói ra họ nói sự việc này là do tám người họ làm hiện tại không thể thỉnh được pháp sư đi chúng tôi cũng không có mặt mũi nào trở về để gặp bạn bè muốn quy y ở lại trên núi cùng học phật với vị pháp sư này vị pháp sư này nhận lời họ truyền quy y cho họ tám vị sơn thần này hiện tại biến thành hộ pháp của chùa hưng long đạo tràng này của chúng ta cũng có không ít quỷ thần đang hộ trì đạo tràng thù thắng trang nghiêm nếu như không được chư phật hộ niệm không được long thiên thiện thần hộ trì thì không làm được cùng một đạo lý này quốc gia hương dưỡng cũng là chư phật hộ niệm cũng là chúng thần ủng hộ đây không phải là mê tín đây là sự thật Hiện tại khoa học gia chứng thật thời không là đa nguyên. Cái gọi là ba độ không gian, bốn độ không gian, năm độ không gian đến vô hạn độ không gian. Mỗi một không gian duy thứ đều có chúng sanh. Chúng sanh không gian duy thứ cao có thể thấy được duy thứ thấp. Duy thứ thấp không thể thấy được duy thứ cao chúng ta gọi là chúng thần cũng chính là chúng thần không gian duy thứ cao họ đích thật đang tồn tại tương quan mật thiết với chúng ta chúng ta không thể không biết không thể không tôn trọng cũng không thể không qua lại chúng ta có được hộ niệm của họ tất cả mọi việc đều có thể được thuận lợi tốt đẹp nếu như trái ngược với những quỷ thần này quỷ thần rời khỏi chúng ta yêu ma quỷ quái liền hiện hình thì chúng ta sẽ gặp tai nạn hiện tại cái xã hội này thiên tai nhân họa rất nhiều tư tưởng kiến giải hành vi của chúng ta trái ngược giới đạo đức thiên thần sẽ rời xa chúng ta yêu ma quỷ quái vây nhiễu chung quanh phiền phức chính ngay chỗ này chúng ta làm thế nào giúp cho chính mình giúp cho đạo tràng không phải giúp cho một đạo tràng giúp cho tất cả đạo tràng chư phật giúp cho xã hội giúp cho chúng sanh phương pháp thù thắng nhất phát tâm đến niệm phật đường để niệm phật ngay khi bạn có thời gian rảnh bạn đến niệm phật khi bạn có việc thì bạn trở về nhà làm việc có được thời gian rảnh thì đến nơi đây niệm phật chắc chắn có lợi ích bạn có thể phát tâm ba năm không gián đoạn trong nhà của các vị liền sẽ có thay đổi cả nhà lớn nhỏ khỏe mạnh sống lâu gia đình hòa thuận sự nghiệp hưng dưỡng tất cả sự việc không như ý thì bạn không dễ gì gặp phải bạn phải có hằng tâm tiếng tiếng thoái thoái tiếng được ít thoái thì nhiều Không ít gì Rất nhiều sự việc không như ý Bạn vẫn là thường hay gặp phải Tại vì sao hay gặp phải Bạn học Phật không như Pháp Tâm bạn không thanh tịnh Tâm bạn không kiên định Tiến được ít thoái thì nhiều đây là nguyên nhân chân thật chúng ta biết được cái nguyên nhân này phải đem cái nguyên nhân này tiêu trừ đi chăm chỉ nỗ lực mà tu học cư sĩ lâm cái đạo tràng này các vị cũng đã từng nghe nói có rất nhiều cao tăng đại đức Đến từ các nơi Trên thế giới Đến nơi đây để thăm viếng Đã ở qua nơi đây Đều tán thán đối với đạo tràng này Họ đích thực có khích lệ đối với chúng ta Thế nhưng chúng ta chính mình phải thường hay phản tỉnh chúng ta làm được vẫn chưa đủ tốt so với đạo tràng không có tu học tốt hơn được một chút mà thôi làm chưa đủ tốt giáo huấn trên kinh vô lượng thọ thử hỏi xem chúng ta có làm đến được 20% phần trăm hay chưa E rằng chưa làm đến được Làm được 20% Đó mới là hạ hạ phẩm giảng sanh Làm đến 30% Là hạ phẩm trung sanh Làm đến 40% Là hạ phẩm thượng sanh Chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm Phải hướng nâng lên trên cao Không thể hạ thấp Hay nói cách khác Nhất định không được thoái chuyển Ngày nay Chúng ta đọc cái nguyện này Nguyện thứ 25 Cho đến hai nguyện phía sau Trong quyển hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chương thứ 14. Lão cư sĩ hội tập đoạn kinh văn này. Chúng ta xem thấy trong lời tựa của Mai Quang Hy, ông đã dùng thời gian hết 3 tháng. Nguyện văn 24 chương. Một nhỏ bên trong 48 điều Đem diện mạo của năm loại Nguyên bản dịch đều giữ lấy Rất là khó được Rất là hy hữu 25 đến 27 Ba cái nguyện này Đây là người hạ căng Có được lợi ích vì sao nói là người hạ căn niệm a di đà phật học tập tịnh tông ý nguyện giảng sanh không mạnh cảm thấy thế gian này vẫn không tệ vẫn không muốn đi đến thế giới cực lạc thì tu học Phật pháp niệm a di đà phật có gì tốt hay không có ba nguyện này chính là nói cái sự việc này loại người này nhiều So với người phát nguyện giảng sanh Không biết là nhiều hơn gấp bao nhiêu lần Đây là nói rõ niệm Phật là thật có chỗ tốt Thế nhưng Nhất định phải y giáo phụng hành mới được Nếu như không thể y giáo phụng hành Chỉ riêng nhờ vào miệng niệm Thì không được Trên kinh văn viết được rất rõ ràng Văn ngã danh tự Hoan hỷ tính nhạo Hai chữ này ý nghĩa rất sâu Thật tin Thật khoan hỷ Thế nhưng lại không nỡ xả bỏ thế giới ta bà Chính là những người này Trong thế giới ta bà Hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Đặc biệt là người giàu sang của thế giới ta bà Người bần cùng Họ chân thật xả được Quá khổ rồi hay là đi đến thế giới cực lạc người giàu sang thế giới cực lạc tốt tôi vẫn chưa thấy tôi hiện tại trước mắt rất tốt tôi chính mắt nhìn thấy không nỡ xả bỏ thế nhưng bạn muốn được phú quý ở thế gian không mất đi phú quý phải thật làm làm bằng cách nào lễ bái quy mạng hoan hỷ tính nhạo là tính giải lễ bái quy mạng là tu hành lễ bái không phải nói trên mặt chữ bạn mỗi ngày lạy a di đà phật đó cũng là đó là ý của người bậc thấp có người chuyên tu pháp môn này mỗi ngày lại ba ngàn lạy tôi cũng làm qua thế nhưng mỗi ngày không lại đến ba ngàn lạy tôi ngày trước mỗi ngày lại tám trăm lạy tôi lại được nửa năm đây là hình thức về sau chúng ta hiểu được rồi lễ bái hai chữ này chính là trong mười nguyện phổ hiền lễ kính chư phật chính là cái ý nghĩa này đối với tất cả người tất cả việc tất cả vật thì phải cung kính giống như cung kính a di đà phật vậy đây gọi là lễ bái quy mạng là gì vậy tận hình thọ thọ trì độc tụng vì người diễn nói đó gọi là quy mạng quy là quay đầu y là nương tựa chân thật quay đầu lại nương vào giáo huấn của bộ kinh này trên kinh dạy chúng ta làm thì nỗ lực làm trên kinh dạy chúng ta không nên làm thì tuyệt đối không trái phạm Đây gọi là quy mạng Tuyệt đối không thể nói Làm một lễ quy y trên hình thức thì xong rồi Không ít gì Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật